Channel YouTube của mình, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người 5 skill qua người cơ bản trong bộ môn futsal. Hello, anh Ken. Chào em. Anh đi đâu đây anh? Thì ngày hôm nay anh đến sân để quay một cái video mới để cho các bạn xem á, tại vì các bạn đang rất là hóng á. Dạ, em cũng hóng kênh của anh nhiều giờ lắm. Vậy hả? Anh đi đâu mà sao cái banh cầm tay vậy anh, kỳ vậy? Thì anh mới đi mua banh nhưng mà anh chưa kịp mua. Trời ơi, anh chạy đó em. Trời, bên Bumbo là mới ra hai sản phẩm ba lô và túi chống. Vậy hả? Ba lô nhâm mang nè anh, rất là tiện lợi luôn. Trời, đẹp ta. Nhưng mà còn cái này là rất là còn lợi hại hơn cái nào? Cái ba lô nữa anh. Cái túi chống này có thể đựng được tới 3 chiếc banh và khoảng 20 bộ đồ. Ồ. Bỏ thử là bỏ thử. Dạ, em bỏ thử. Cái này mà bỏ vô đúng ba trái là đúng đẹp luôn anh. Dạ. Tặng. Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt anh. Không đòi lại nha. Dạ không, anh, trời anh, tặng anh mà. Tại ở nhà anh cũng hay sử dụng mấy cái túi này anh đeo vậy nè. Hơi hơi đê đê xíu thôi. Còn cái ba lô này sao? Ba lô này thì tiện nghi lắm anh. Túi ở đây thì mình có thể đựng được giày. Còn trong đây thì em đựng đồ thể thao và các vật dụng thể thao. Giá okay. Sinh viên không? Giá sinh viên không? Dạ, hôm qua em mua thì như cũng cỡ 200 mấy anh. Ồ, vậy là sinh viên lắm. Rồi. Dạ. Video này á thì anh cũng chưa có người đồng hành á, thì ngày hôm nay anh mời em tham gia video clip qua. Trời, thật rồi anh. Thật chứ, anh đâu có đùa được. Nào, bây giờ mình cùng bắt đầu thôi. Let's go. Thì ở 5 cái skill cơ bản này thì cái bước đầu tiên và bước cơ bản nhất đó là các bạn cần phải chớp người. Chớp để làm gì? Thì chớp để tạo ra những cái khoảng trống và khoảng thời gian nhất định để chúng ta có thể nhận bóng được dễ dàng. Thì bước tiếp theo thì chúng ta sẽ nhận được một đường chuyền từ đồng đội của mình. Chúng ta sẽ dừng bóng lại. Và cái điểm lưu ý nhất là các bạn khi mà dừng bóng rồi thì các bạn sẽ đổ thân người về một hướng để đánh lạc hướng đối phương và dứt bóng về hướng ngược lại. Rồi. Ở cái động tác này, một cái điểm thành công đó là chúng ta sẽ sử dụng cái thân người để đánh lạc hướng đối phương. Và một điểm tiếp theo đó là dứt bóng. Thì tại sao chúng ta phải dứt bóng mà không đẩy bóng xà? Nè, chúng ta có thể dần như thì đối phương sẽ cản được bóng. Còn khi chúng ta sử dụng cái động tác dứt bóng lên thì đối phương khi mà đặt chân xuống thì chúng ta sẽ vượt qua được cái phần chân này. Nếu mà đối phương sử dụng đôi tay thì lúc đó là đã bị phạm lỗi rồi. Đây là hai cái mấu chốt để thành công trong cái động tác này. Và bây giờ là động tác thứ hai, nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng một cái kỹ thuật khác. Chúng ta sẽ đi vào động tác. Thì đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ chớp đối phương, quay lại nhận bóng. Và chúng ta sẽ ở cái động tác này, khi dừng bóng chúng ta sẽ khác một chút, đó là sử dụng hai chân. Chúng ta sẽ sử dụng cái động tác như thế này, dùng chân phải rê bóng qua hướng này, dùng chân trái đẩy bóng lên. Ok. Ở cái điểm mấu chốt những cái động tác này thì chúng ta cần lưu ý nhất là đó là về cái động tác đổ thân người. Chúng ta phải đổ thân người. Mình đổ thân người thì đối phương sẽ tưởng mình đi bóng vào hướng trong này, sẽ đổ theo và chúng ta sẽ sử dụng động tác ngược về hướng còn lại, thì chúng ta sẽ có một khoảng trống lớn để dứt điểm hoặc là chỉ có hai. Ok, động tác như thế này mình sẽ làm gần và chậm. Tiếp theo là động tác thứ ba. Thì ở động tác này thì chúng ta vẫn như bình thường, đó là chớp đối phương, quay lại nhận bóng. Nhận bóng bằng chân phải. Nhận bóng, chúng ta phải nhận bóng bằng chân phải. Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng động tác đổ người giống như là lúc nãy, đổ người. Và chúng ta sẽ sử dụng bằng má ngoài dứt bóng đi dọc biên. Chúng ta nên nhớ là ở những cái kỹ năng này thì chúng ta nên dứt dọc biên để cho đối phương không chạm được vào bóng. Ok, mình sẽ làm lại. Ở cái động tác này thì mọi người cần lưu ý một cái điểm thành công là các bạn phải dừng bóng lại. Khi các bạn dừng bóng lại thì chúng ta sẽ đổ người. Ở cái điểm này thì đổ người để cho đối phương tưởng mình đi bóng vào trong. Khi mà mình dừng bóng lại thì mình mới thuận lợi để dứt bóng về hướng ngược lại. Khi bóng trôi như thế này các bạn rất khó để dứt về hướng ngược lại. Thì ở những cái động tác này các bạn nên dừng bóng lại và sử dụng những cái động tác của mình. Thứ hai là đó là động tác đổ người.
ở những cái 5 skill này thì hai cái động tác cơ bản nhất đó là dừng bóng và đổ người. Và bây giờ là động tác thứ tư. Vẫn tương tự, chúng ta sẽ sử dụng cái động tác chớp. Và khi ở cái động tác này thì khi mà chúng ta quay lại thì chúng ta sẽ dẫn hướng bóng ra ngoài biên. Chúng ta sẽ nhận bóng và đẩy ra ngoài biên. Ở cái điểm mấu chốt này thì các bạn nên đánh lừa đối phương đi vào bên trong cùng với mình, thì lúc đó thì chúng ta sẽ có một khoảng trống ở ngoài biên rộng, thì lúc đó chúng ta sẽ đẩy bóng ra ngoài biên. Chúng ta sẽ đánh lừa làm sao cho đối phương nghĩ là mình sẽ nhận bóng và sút bằng chân trái, thì lúc đó chúng ta sẽ có một khoảng trống ở phía ngoài biên rất là rộng. Và bây giờ là động tác cuối cùng, một động tác cực kỳ khó mà ngay cả bản thân mình cũng khó khăn khi thực hiện cái động tác này. Mình nhắc lại, động tác cực kỳ khó nha mọi người. Và những cái bạn nào mà thực hiện thành công cái động tác này thì hãy quay lại cái video để cho mình xem, và mình sẽ rút ra được những cái kinh nghiệm tốt hơn. Trước tiên thì chúng ta cũng sẽ chớp. Và khi quay lại thì chúng ta sẽ nhận một đường, có một khoảng trống để nhận bóng. Khi nhận bóng, chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta sẽ không dừng bóng lại mà chúng ta sẽ sử dụng bằng lòng bàn chân quay và đứng ngược lại, quay bóng ra biên. Và ở cái động tác này thì các bạn nên lưu ý là cái cổ chân của mình phải thật là khỏe, và mình sẽ xoay cái cổ chân như thế này nha. Để lúc này mình sẽ xoay như thế này để mà bóng mới ra biên. Còn các bạn nếu mà cổ chân hơi yếu thì các bạn nên sử dụng những cái động tác khác. Khi các bạn kéo bằng lòng trong thì các bạn nên đưa bóng ra ngoài dọc biên, thì chúng ta mới có những khoảng trống để mình sút bóng. Còn chúng ta khi mà chúng ta đưa bóng vào phía bên trong thì là cái nơi mà hậu vệ đang đứng, là hậu vệ sẽ cắt được bóng của mình, cho nên là chúng ta phải đưa bóng ra ngoài biên. Đó là một cái động tác thành công, thì nên đưa bóng ra ngoài biên. Ở ngoài biên thì chúng ta nếu mà có khoảng trống thì chúng ta có thể sút, hoặc là chúng ta có thể chuyền vào cục 2 cho đồng đội của mình đi bàn. Để thực hiện thật thành công những cái động tác này thì đòi hỏi mọi người phải tập luyện thật là nhiều hơn nữa. Hãy đem bóng ra sân và cùng tập luyện cùng bạn bè của mình. Thì ngay cả khi bản thân của mình thì cũng tập luyện nó hàng ngày thì mình mới có thể thực hiện những cái động tác này cho mọi người xem. Thì trong cái video này thì mình cũng cảm ơn Lương đã đồng hành cùng mình và giúp đỡ mình trong thực hiện cái video clip này để cho mọi người xem. Thì xin chân thành cảm ơn Lương. Dạ. Trong video này thì mình cũng có cảm ơn hai bạn Thái và Khải, là hai bạn mình vô tình gặp được trên sân đã hỗ trợ mình trong cái video này. Thì bây giờ mình sẽ phỏng vấn một chút hai bạn nhỏ. Dạ, em tên Hoàng Thái, ở thành phố Hồ Chí Minh, em học trường Lê Quý Đôn, quận 11. Ok. Dạ, em tên Quang Khải, em ở thành phố Hồ Chí Minh, học trường Liên Kiệt. Bọn em là học lớp mấy? Dạ, lớp 8. Lớp 8 à? Lớp 8 sao tướng bự vậy? Dạ, thể hình vượt trội. Thể hình vượt trội hả? Dạ. Nhà uống sữa nhiều lắm đúng không? Dạ. Thì hai em có biết tới cái kênh YouTube của anh không? Dạ có. Dạ có. Dạ. Em biết không? Em biết. Dạ, em subscribe chưa? Dạ rồi. Chưa. Có cày view gì mà anh không? Có, ngày nào cũng cày. Ngày nào cũng cày luôn à? Chúc cho nhà cày. Còn bạn này chúc cho nhà cày nha, cày. Dạ. Kêu cả gia đình cày nha. Dạ. Ok. Rất cảm ơn hai bạn đã hỗ trợ anh trong video ngày hôm nay. Thì anh sẽ bắt tay mấy bạn. Rồi. Và bây giờ thì mình xin tạm dừng video tại đây. Và các bạn nếu mà có tập luyện hoặc quay những cái video thì hãy gửi lên fanpage cho mình, để mình sẽ đưa vào kênh YouTube của mình nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.